Hi everyone, so happy Thursday night. Time is going by too fast and I just can't believe we are 1 week from the Tastes of Southeast Asia Love Festival. So super excited, but today my video is before bed and I want to show you how I style my hair before I go to bed. So a lot of people ask me, Kelly, where did you get that nice beach wave look? And I always tell people it's the easiest thing ever. So I want to show you how you can do that today. So if you have a bathrobe like this, okay, this is like a string that you wrap around the bathrobe. So if you put this for your hair, it's actually really helpful. And I'm going to show you how I do that. So this is my hair right now. You need hair like about here. You can work with hair like around here, but the longer the better, because then you're gonna see the nice wave out of it, right? So this is my hair, you know, but if you have length to here, that works too. So the back of my hair is just a lot of layers. So see, I have a lot of layers in my hair, so those of you who have the same hair as I do, this will work really well. Okay, so first, you gotta brush your hair, okay? So use a comb. I like to split my hair in half. So what you do is you hold your hand like this while you're brushing the bottom. So brush from bottom going up to the top, because you don't want to put all the stress on the hair by doing from top to bottom. So starting from bottom, working your way to the top. Same thing over here, hold the hair, detangle the bottom first, and then you can work your way to the top. My lips are so dry, hold on. So, one thing about living in a four-season country, you need to moisturize your lip. And this is the best lip ornament that I found. You can get this on Amazon. But I've used so many other ones, and it's this one. It's actually funny that it says diaper rash ornament, okay? So it's actually used for baby, but you know what? It works just as well as a lip balm, and this is the best one I found yet. So basically just take it like this, that much, like that. And then it just gives you a really nice moisturizing. So even though it's diaper rash, but it's the best thing ever. So, see? Cute and nice. Nice and moist. So, this is for both men and women. I've tried like hundreds of lip ornaments and lip balm. This is by far the best one ever. So, highly recommend this. Okay, so back to hair. After I brush it, I'm just gonna split it down the middle, okay? You can do it on the side, wherever you want, but I like to put it in the middle. And then we're gonna get a comb. No, a clip. One second. Okay, so you're gonna need this and this to get beautiful hair in the morning. And those of you who see me with my hair curled, it's never me using the curling iron because it's just too harsh. So I use this to curl my hair. So trước khi đi ngủ á, các bạn chỉ cần hai cái này thôi là tóc mình sáng thức dậy rất là đẹp. Có nhiều chị hỏi Kelly là tại sao tóc Kelly quăng đẹp. Có bí quyết gì thì thật sự bí quyết chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ có cọng dây này. Và cái cọng dây này là cái cọng dây mà mình quấn cái áo ngủ á các bạn. Cho nên các bạn nào mà muốn làm heatless wave, this is absolutely easy. Kelly dùng cho ban đêm, nhưng mà ban ngày nếu mà Kelly có đi làm á, mà Kelly muốn keep my hair out of the way, this is really helpful. So you gotta try this at home. Okay, so first, what I do, split the hair in half. Then I'm going to take a portion of the hair, like this, put it right here. Try not to do it too tight because you don't want to pull your
your hair roots, okay? So clip that on that side. Take this, okay? I like to bring cái mái của mình á. Tại vì lúc mình không muốn cái mái mình nó bị ngấn, cho nên các bạn cứ lấy một chùm của cái mái này nè, mình nối nó qua, okay, like this. Rồi, cái này là Kelly quấn nó qua đúng không? Mình section một chút tóc. Đó, mình add nó to cái hồi nãy và mình xoắn nó ra đằng trước. Rồi sau đó mình cứ lấy một cái section khác, ok? Mình gom nó cùng lại với cái hồi nãy và mình cầm nó như vậy. Thì cái nguyên tắc của cái này á, là các bạn quấn cái tóc của mình xung quanh cái cọng dây, chứ không phải là quấn cái cọng dây xung quanh cái tóc nha. Tại vì nếu mà các bạn quấn cái cọng dây xung quanh cái tóc thì cái cọng dây nó quăng chứ không phải là cái tóc mình quăng. Cho nên cái cọng dây nó phải thẳng. Và mình lấy tóc của mình như thế này. Mình áp và mình đưa nó ra đằng trước. Wrap around the string. Okay. Tốt nhất là các bạn nào mà muốn học cái này thì vừa coi Kelly làm và vừa làm luôn thì các bạn sẽ dễ làm hơn. Và khi mà các bạn làm cách này á, sáng thức dậy tóc của bạn nó quăng tự nhiên rất là đẹp. Mà làm cái này nó không có hại tóc nha. So, take some hair. Và cái này á, là Kelly làm khi mà Kelly đi ngủ. Và tại vì á, tối ngủ mà tóc mình nó dài lượng thượng á, thì nó sẽ làm cho tóc mình bị rối và có thể bị rụng. Cho nên cách này là cách để mình style tóc của mình khi mình đi ngủ, để sáng dậy mà mình không có thời gian gội đầu hay là làm tóc á, thì cái này nó sẽ đẹp sẵn. Cho nên nhiều lúc Kelly đi ra ngoài đường thì có nhiều bạn khen tóc đẹp. Thì thật sự là muốn nó đẹp thì mình phải làm cho các bạn. Và nếu mà mình biết cách làm á, thì nó sẽ rất là dễ và nó không có mất thời gian. Cho nên các bạn nào á, mà chưa thử cái này thì nên thử. Vừa coi video, vừa làm thì các bạn sẽ dễ hơn. Chứ nhiều lúc á, mình đang nằm trên giường hay là mình ngồi mình coi mà mình không làm theo thì thật sự nó khó học hơn, at least đối với Kelly. Ok, đến cái đoạn này ha, thì những tóc mà thẳng như layer nhiều như Kelly nó sẽ chỉa ra như thế này nè. Thì mình cứ lấy, mình nhét nó vào trong như thế này, nhét. Đó. Rồi, các bạn lấy cái kẹp hồi nãy. Các bạn lấy cái kẹp hồi nãy mà các bạn dùng á, mình kẹp lại cho nó giữ. Thì cái này nếu mà các bạn thả nó đó nè, đây ví dụ nữa, mấy cái layers của Kelly nó cứ chỉa ra thì mình cứ nhét nó vô như thế này nhé. Rồi, không có chỗ nào để hơi kẹp cái nách. Rồi qua bên này, đây các bạn sẽ lấy một miếng tóc đưa ra vòng quanh cái cọng dây và cầm. Lấy một chút tóc đằng sau đưa cùng với cái hồi nãy, đưa ra trước, cầm như thế này. Lấy thêm tóc, add vào, nhét. Rồi xong rồi đưa around cái cọng dây. Sau đó lấy tóc, cầm ra trước. Các bạn nào không follow kịp thì cứ cho Kelly biết, Kelly có thể làm chậm lại nhé. Nhưng mà cái này thật sự rất là dễ làm. Thật sự nếu mà cái này Kelly đứng làm chắc trong vòng 40 giây là xong rồi. Cho nên dễ lắm các bạn. Các bạn chỉ cần học vài lần thì sẽ làm lẹ. Và khi làm lẹ rồi đó, mỗi tối trước khi mình đi ngủ á, mình làm cái này thì tóc mình nó thứ nhất là ngủ á, mình không có lăn qua lăn lại làm cho nó bị rối. Thứ hai nữa là sáng thức dậy tóc mình nó sẽ dợn rất là đẹp. Và thứ ba là cách này mình không cần phải dùng heat để mà quấn tóc, cho nên tóc sẽ đỡ bị hại, đỡ bị khô và đỡ bị gãy hơn. Đó, đặc biệt cho những bạn nào mà nhuộm tóc, khi mà nhuộm tóc thì tóc mình nó sẽ very fragile, cho nên á, dùng heat nhiều thì sẽ bị hư tóc. Còn các bạn làm cái cách này thì sẽ ok. Cái nguyên tắc là cái section của mình
càng nhỏ thì cái curl của mình nó càng quăng nha. Còn nếu mà cái section hồi nãy mình lấy mà nó bự á, thì cái quắn của mình nó sẽ càng to. Tại vì khi mà mình lấy cái section nhỏ thì nó quấn nó ăn hơn. Còn khi mà mình lấy cái section bự thì nó khó ăn cái tóc. Cho nên các bạn nào mà muốn quăng thiệt là quăng thì lấy section mỏng quấn. Còn các bạn nào mà muốn cho nó loose curl, natural curl thôi, thì mình cứ lấy section bự tí xíu. Các bạn cứ thí nghiệm, vừa làm to vừa làm nhỏ, một đêm thì làm kiểu này, một đêm thì làm kiểu khác, thì các bạn sẽ chọn ra cái mà mình thích. Rồi, bắt đầu từ đây nè ha. Mình cầm cái này, mình muốn ra đằng sau như thế này. Rồi, cái hồi nãy Kelly cầm cái này nè, thì Kelly sẽ cầm ngược lại qua đây. Đó, đưa qua như vậy, thấy không? Một cái ở trên, một cái ở dưới, ấy qua, cầm cọng dây lên đây, cột lại. Đó, các bạn cột lại như thế này nè. Thì khi mà mình cột lại như thế này á, thì các bạn có thể hình dung ra cái tóc mình sáng thức dậy nó sẽ như thế nào. Nó sẽ quăng. Và thậm chí á, cái này á, Kelly có thể để là cái style khi đi ra ngoài luôn. Đặc biệt khi là Kelly mặc áo dài á, Kelly cũng quấn như thế này, cũng giống như các cô người miền Bắc quấn cái khăn bành đó các bạn. Đó nè, mình cột lại đơn giản thôi, cứ cột lại. Thì có hai cái này nó chỉa ra đúng không? Nè. Rồi, khi mà nó chỉa ra thì các bạn cứ lấy, các bạn nhét luồn nó vô. Đó. Và mình thế thôi. Và ở đây cũng vậy, lấy cái này luồn vô trong. Thì thế là xong. Nếu mà cái này Kelly nếu cái này mà Kelly đeo đi làm á, thì Kelly sẽ làm nó kỹ hơn. Nhưng mà tối mình đi ngủ thì mình cũng không cần nó quá kỹ. Và đây nè, hồi nãy thấy nó này nó bung ra, thì mình cứ lấy cái này mình đắp, mình luồn vô, vậy là che được rồi. Chỉnh lại tí xíu đó. Thì tối á, khi mà đi ngủ mà các bạn quấn như thế này, thì thứ nhất tối mình ngủ cái tóc mình nó không có bị nhồi khi mà mình lăn qua lăn lại, thì nó sẽ không làm cho tóc mình bị gãy. Thứ hai nữa là có tóc quăng dợn tự nhiên đó. Có tóc quăng dợn tự nhiên mà không phải cần dùng, không cần dùng heat, không cần dùng cây cuốn tóc nóng để mà làm hại tóc. Thứ ba là nó dễ làm. Và các bạn ví dụ Kelly, ví dụ một tuần mà mình gội đầu hai lần đi, thì ví dụ hôm nay Kelly quấn cái này, tối mai Kelly cũng không có giờ gội đầu, thì Kelly vẫn có thể quấn lại như thế này, và sáng thứ bảy á nó sẽ vẫn giận. Cho nên các bạn có thể làm cái này mỗi đêm để mà mình quấn. Và đặc biệt cái này á, nếu mà các bạn đi làm, đặc biệt là các chị mà làm nails mà cứ tóc sụ sụ vô mặt và cứ cột cái ponytail á, thì nhìn nó vừa già mà vừa xẹp đầu nữa, thì Kelly đề nghị các chị nên quấn như thế này nè. Đó, chị quấn như thế này, thứ nhất nó gọn gàng, thứ hai nữa nhìn nó đẹp, và đi làm nhìn nó cũng tương tất hơn. Thì cái này Kelly gọi nó là vừa style và vừa out of the way. Put your hair out of the way while you're styling it. Và những cái mà nó chỉa ra như thế này nè, thì mình cứ mấy đứa con của Kelly nó cắn lộn nhau chảnh. Đây, những cái chỗ này nè, thì các bạn cứ luồn nó vô trong, cũng như là mình lấy những cái tóc khác mình luồn nó, thì nó sẽ che đi. Mục đích là mình muốn cho những cái này nè nó úp vô. Và thí dụ các bạn ngủ á, trong lúc mà các bạn ngủ mà các bạn nó lăn tới lăn lui mà nó có bung ra thì cũng không sao cả. Thì khi mình tháo ra hết thì nó sẽ rất là đẹp. Đó, thì cách này là cách Kelly làm tóc.
hoặc là giữ style tóc trước khi đi ngủ và thức dậy tóc sẽ rất là đẹp đó, rất là dễ làm các bạn. Nên đề nghị các chị, các bạn nam cũng được, nếu mà có những người nam mà tóc dài, tại vì mùa hè hay là những lúc mà mình không style tóc của mình thì tóc của mình nó rất là frizzy, nó rất là xù, đặc biệt cho các bạn nào mà tóc mà wavy thì nó rất là xù, thì cái này á, cách này sẽ giúp cho tóc mình nó define cái curl nhiều hơn. Rồi sau khi mà sáng Kelly lấy ra, Kelly có thể không cần phải chải nữa, Kelly lấy tay Kelly vuốt thôi thì nó tự dọn. Để sáng mai Kelly thức dậy, trước khi mà Kelly tháo nó ra, Kelly sẽ làm cái video cho các bạn xem, thì các bạn thấy tối hôm nay là ngủ xong sáng thức dậy cái đầu nó như thế nào. Thì đây là cách mà Kelly style tóc của mình đi ngủ, đi làm. Tại vì trong lúc đi làm á, mình quấn lên cho nó gọn cái đầu, rồi xong rồi tối đi chơi thì tháo ra là tóc đã đẹp sẵn. Cho nên thật sự tóc không có khó làm, quan trọng là các bạn biết cách để làm và chịu làm thôi. Thì khi mà chịu làm, chịu khó, dành một chút vài phút thôi thì sẽ có mái tóc đẹp. Và tóc đẹp á là sự tự tin của mình. Cho nên Kelly, trên người Kelly chẳng có cái gì giá trị ngoài cái đầu của Kelly hết trơn á. Cho nên, và Kelly cũng có chia sẻ là tóc của Kelly không phải tóc thật, tóc là Kelly là tóc nối. Người của Kelly thì chẳng có gì thật hết, toàn là đồ giả không à. Lông mi cũng uống nè, chân mày cũng microblade, rồi mắt cũng đã xăm, rồi môi cũng đã chỉnh bằng microblading để mà cho nó không bị thâm. Cho nên tóc thì tóc nối, cho nên người chẳng có chỗ nào mà thật hết, toàn là phải làm điệu mới ra. Nhưng chính vì mình không đẹp mà mình làm cho đẹp, thì có nghĩa là mình biết cách làm và mình sẵn sàng chia sẻ với các bạn nữ hoặc là bạn trai để mà chúng ta cùng nhau làm đẹp. Và khi chúng ta đẹp, chúng ta cảm thấy tự tin cái bề ngoài của mình thì mình cũng thành công trong cuộc sống hơn. Mình nó tốt toàn vẹn mọi thứ. Cho nên mong rằng cái video này, cái này Kelly chia sẻ rất là nhiều lần rồi, nhưng mà có rất là nhiều chị và các bạn cũng hỏi hoài là Kelly tóc Kelly làm sao vậy. Thì đây, hôm nay Kelly chia sẻ với các bạn cách Kelly làm rất là dễ nhé. Cho nên các bạn nào có thắc mắc hay là thấy nhanh quá mà cần nắm tay chỉ dẫn á, thì một là có thể book an appointment, các bạn có thể hẹn Kelly hay là tới nhà Kelly, Kelly chỉ cho không thành vấn đề. Tại vì mình yêu nghề, cho nên ai mà thích làm điệu làm đẹp là đúng gu của Kelly, cho nên hỏi đúng đài thì Kelly sẽ trả lời rất là nhiệt tình. Cho nên các bạn chịu khó thử cái này nha. Rồi còn có 8 ngày nữa thôi là tới The Taste of Southeast Asia Love Festival. Nguyên năm nay á, từ Taste Việt Nam là Wedding Festival, bây giờ tới cái Taste of Southeast Asia là Love Festival. Nguyên năm nay toàn là yêu đương, hạnh phúc không à. Thì Kelly rất là thích cái chủ đề năm nay của Better Future for Kids và Outside Canada làm ra cho hai sự kiện. Tại vì cuộc đời quá nhiều buồn bã, quá nhiều sự thay đổi và nhiều đau thương rồi các bạn. Và có những thứ trong cuộc sống chúng ta không thay đổi được. Thì Kelly học tới 41 tuổi đầu rồi mới học được một cái là there's no point on being sad or dwelling on something you can't change. Cho nên nếu mà đã không thay đổi được và cái việc đó nó không nằm trong tầm tay của mình, thì dù cho mình có lo và buồn cũng vậy thôi, bằng cách sống tốt, sống vui. Không có gì vui thì đẻ ra chuyện làm cho vui. Riêng Kelly thì thật sự cuộc đời bác thánh giá nhiều lắm, nhưng mà Kelly được ơn của Chúa Thánh Thần luôn tìm được những cái đẹp trong những cái buồn xấu. Cho nên vì thế á, mình tạo niềm vui bằng cách là tham gia cho hội cho bé đến trường. Mình giúp cho những trẻ em được đi học, mình giúp tham gia những cái hoạt động văn hóa hay là tinh thần cộng đồng người Việt, hay là nói tóm lại là tất cả những gì mà thiện nguyện hay là giúp cho
bất cứ ai thì mình không phân biệt Bồ Tát, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chính trị, không phân biệt dân tộc. Nói tóm lại là mình làm được cái gì trong khả năng nhỏ bé của mình thì mình làm, và đó là cách là mình tạo cho cuộc đời này nó thêm đẹp. Và đó là nằm trong cái tầm control của mình. Mình không có thể khống chế nhiều thứ, nhưng mà mình có thể khống chế cái reaction và cái behavior của mình khi đối diện với cái gì đó. Thì trong cuộc đời đầy đau thương, những thứ mà mình không khống chế được, thì thôi mình hãy tìm những cái gì mà mình có thể làm được và mình vui trong cái đó. Và dần dần các bạn sẽ thấy mọi thứ đều đều work out hết. Mọi thứ cũng, tại vì mọi sự xảy ra không ngoài thánh ý Chúa, cho nên mình cứ nói tóm lại á, các bạn rảnh thì cứ tham gia làm thiện nguyện. Đó là cái việc, đó là cái ý kiến, đó là cái đề nghị, best advice của Kelly là không làm được gì trong cuộc sống thì hãy làm thiện nguyện, và làm cho bất cứ hoạt động nào các bạn muốn. Không phải Kelly mời gọi chỉ cho Better Future for Kids hay Áo Dài Canada, nhưng mà tất cả những cái tổ chức nào hay là tất cả những cái từ thiện nào mà mình có thể giúp được thì mình làm. Và khi các bạn làm, các bạn sẽ tìm cái niềm vui giống như Kelly. Kelly khi tham gia những cái hoạt động của Better Future for Kids và Áo Dài Canada, Kelly vui lắm. Cho nên có bao nhiêu sóng gió, vác bao nhiêu thánh giá trong cuộc đời vẫn tìm thấy được cái ánh sáng. Cho nên nói dài dòng là cuối tháng này là Taste of Southeast Asia Love Festival, lễ hội tình thương. Tình thương cho nhân loại, tình thương cho nhau, tình thương cho đồng bào, tình thương cho trái đất, tình thương cho trẻ em, nạn nhân của tệ nạn buôn người. Cho nên tất cả những sinh hoạt mà Kelly tham gia đều là tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Và qua đó cũng gây quỹ để giúp cho những trẻ em được đến trường, để các em không trở thành những nạn nhân của cái tệ nạn này. Các em sẽ không lang thang, xin ăn ở ngoài đường, rồi sau đó lại rơi vào những cái tệ nạn xã hội. Cho nên các bạn hãy đến ủng hộ nhé. Cũng là một cái dịp chúng ta mừng Trung Thu luôn. Tại vì sẽ có rước đèn hoa đăng nè, sẽ có làm lồng đèn nè. Nói về lồng đèn, cuối tuần này là hai ngày nữa, thứ bảy tuần này thì ở Downsview Park ở gần Shepherd và Kiel có cái lễ hội Water Lantern Festival. Thì các bạn sẽ thấy Kelly đã post trên cái Facebook của Kelly về cái lễ hội này. Và 5 năm rồi họ mới trở lại, cho nên cái lễ hội này đẹp lắm các bạn. Họ làm những cái lồng đèn, cái này là cái lễ hội của quốc tế, chứ không phải là người Việt mình tổ chức. Họ là ở bên Mỹ và họ đi khắp cái tiểu bang Mỹ, và bây giờ họ qua và đi những cái tiểu bang của Canada để họ tổ chức cái lễ hội gọi nôm ná tiếng Việt là rước đèn hoa đăng, nhưng mà tiếng Anh nó gọi là Water Lantern Festival. Rất là đẹp, và chúng ta hãy tham gia, hãy đi cho biết. Và đồng thời á, khi mà người ta rước đèn hoa đăng, người ta thắp cái đèn thì nó cũng là người ta cầu nguyện cho những cái ước nguyện riêng cho cá nhân, những ước nguyện chung hòa bình cho thế giới. Cho nên gian hàng của Better Future for Kids sẽ có mặt ở Water Lantern Festival thứ bảy tuần này, có bán đồ ăn, có bán áo dài, tới Taste of Sea là có super sale áo dài đúng các bạn, những áo dài rất là đẹp mà super sale giá là từ 35 đồng tới 50 đồng thôi mà cho nguyên bộ. Cho nên các bạn nào mà mê yêu áo dài, và sắp tới là Noel nè, và sắp tới cũng là Tết, cho nên các bạn có thể mua tặng cho những chị em của mình, và qua đó cũng là ủng hộ cho chương trình giúp bé đến trường luôn. Cho nên các bạn có thể follow Facebook của Kelly để Kelly share những cái thông tin. Nhưng mà gần nhất là thứ bảy tuần này sắp tới là Water Lantern Festival. Tuần sau là Taste of Southeast Asia Love Festival. Nên ngày hôm đó xin mời mọi người ra ủng hộ nha. Và chúng ta cũng gặp gỡ nhau. Tại vì
sao vì sống nay chết mai cho nên không biết ngày nào còn gặp được mọi người. Thì bây giờ còn sống nhăn răng thì hãy gặp nhau, trao cho nhau những tình thương mến và cùng nhau làm những công việc ý nghĩa để giúp cho những trẻ em và nạn nhân của tệ nạn buôn người, để nó không còn xảy ra cái tệ nạn này nữa. Bèo, no. Rồi, xin chào các bạn, chúc mọi người một buổi tối an lành. Xin Chúa luôn gìn giữ và ban ân lành cho tất cả quý cụ, ông bà và anh chị em nhé. Và xin hẹn gặp lại trong những video khác. Good night everyone. Bye.